nay công ty Eco Siberia tham gia hội chợ xuân để phục vụ cộng đồng, phục vụ người tiêu dùng. Đây là toàn bộ những sản phẩm của công ty Eco Siberia. Đây là một trong những sản phẩm nổi tiếng của Eco Siberia, đó là cao văn long Siberia Trung ương 3, sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3. Sản phẩm này sản xuất từ sừng hươu, được nhập khẩu từ Siberia Liên bang Nga. Còn đây là sản phẩm lộc giác dao Siberia. Sản phẩm này cũng sản xuất từ sừng hươu nhưng mà thêm tinh chất nhung hươu. Còn đây là nhung hươu khô ban can. Nhung hươu khô này có hai dạng, một dạng thái lát và dạng bột. Nó có trọng lượng 50g, 100g và 1kg. Trên đây có hạn sử dụng này, mã QR code này, số đăng ký đầy đủ hết. Còn đây là tinh chất nhung hươu Siberia. Đây là sản phẩm kinh điển của Liên Xô ngày xưa và bây giờ được chuyển giao về Việt Nam chúng tôi sản xuất. Các bạn mua ở đây thì yên tâm về chất lượng. Pantocrin, Pantocrin Siberia. Sản phẩm được trưng cất này, thăng hoa ở nhiệt độ thích hợp nên giữ được 100% chất lượng. Đây là Siga Pantocrin này. Sản phẩm này dành cho quý ông mà. Còn đây là sản phẩm viên nhung hươu. Viên nhung hươu Siberia. Bây giờ nó có tên này. Dạ vâng, anh gửi anh. Viên nhung hươu Trung ương 3 này. Ngắn lắm. Đấy. Lông. TV này. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.